chiếc LG GX. Có lẽ thì GX không phải là cái tên quen thuộc so với mọi người bằng chiếc LG G huyền thoại hay là chiếc LG G Pro. GX thì thực ra nó là đời trước của LG G2 và đời sau của G Pro. Cái cải tiến của nó duy nhất so với LG G Pro ấy, thì nó đó là nó có cửa nốt on và cửa nốt off. Tất cả tính năng chỉ có trên G2, G3, trên G Pro thì chưa có tính năng này. Cho nên GX cũng rất được anh em ưa chuộng. Về cấu hình thì nó giống hệt như LG G Pro mà thôi. Hôm nay mình gửi tới các bạn cái mã test của chiếc LG GX. Nó cũng tương tự như các dòng mã test của LG. Thì việc test máy sẽ giúp cho chúng ta tránh được những cái lỗi nhỏ nhặt cơ bản mà có thể khi mua máy chúng ta không để ý. Và khi về mới phát hiện ra thì nó hơi phiền phức trong vấn đề bảo hành, mất công chúng ta đi lại. Mã test của LG GX thì nó vẫn giống như mã test của LG thôi. Nó vẫn là 3845 thăng sao. Mã máy của GX đó là 310 thăng. Đó, các bạn vào tiếp phần device test. Có phần individual item này. Thì tất cả trong cái mục này có tất cả những gì chúng ta cần test máy. Đầu tiên là phần keypress test. Thì nó test cho chúng ta các phím back, phím home, phím menu. Thì các bạn nhấp vào đây nó sẽ hiển thị màu xanh này. Đấy, tức là nó đã nhận. Ở đây có cảm biến tiệm cận. Hiện tại là pha này. Khi các bạn đưa tay lên che thì nó sẽ ấn điên. Cái này khi mà úp lên tai thì nhờ có cảm biến này thì khi mà chúng ta đưa máy lên tai để nghe thì tự màn hình nó sẽ tắt đi để tiết kiệm pin và để tránh bị loạn cảm ứng. Test camera. Test luôn cả đèn led luôn. Test quay video. Nó sẽ quay video trong vòng 5 giây. Ở đây các bạn thấy khung hình là Full HD 1920x1088 này. Chúng ta xem lại video. Test camera trước. Đèn led. Đèn led ở đây bạn nhìn thấy. Nó thay đổi các màu. Cái thông báo này ví dụ như khi hết pin thì sẽ chuyển sang đèn led màu đỏ này. Có cuộc gọi lỡ thì sẽ màu xanh này. Tiếp theo chúng ta sẽ test về ring test. Đó là về loa. Nhạc chuông rất là quen thuộc của những chiếc máy từ LG đến từ nội địa Hàn Quốc. Test rung. Cảm nhận tay này sẽ rung khá là mạnh. Tiếp theo đó là test về vẽ cảm ứng. Cái này là cái rất quan trọng đây. Thì bởi vì có rất nhiều nơi khi các bạn mua thì sẽ không được bảo hành cảm ứng nguồn ở màn hình, mà các bạn phải bỏ thêm tiền để mua cái gói bảo hành đấy. Cho nên các bạn cần phải test là kỹ. Còn nếu các bạn mua tại siêu thị di động Mango thì đã được kỹ thuật viên test. Tất cả các máy đều được test trước khi bán ra và được bảo hành cả nguồn màn hình cảm ứng trong suốt thời gian bảo hành nữa. Cho nên chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Mà dù vậy thì cái mã test này là cái mã test quan trọng nhất. Đây các bạn thấy, nếu như chúng ta có thể tô kín được tất cả cái màn hình này thì tức là cảm ứng ok, không có điểm chết nào cả. Việc này đòi hỏi khá nhiều thời gian và kiên nhẫn. Đó, các bạn cứ thấy tô khi nào kín mít như thế này thì thôi. Tiếp theo đó là cảm biến xoay. Cái mũi tên trúc xuống dưới, tức là mình đang để thẳng đây. Mũi tên nó luôn trúc xuống phía dưới. Đó, thế là ok. Tiếp theo là có test về audio. Từ khi các bạn nói vào đây thì nó sẽ vọng ra loa ngoài. Còn tất nhiên loa audio thì các bạn ở vừa quay video thì chúng ta cũng test luôn cái đấy mất rồi. Với các bạn thì nó có những cái mã test như thế mà thôi. Bên cạnh đó thì các bạn có thể thoát cái mặt khỏi cái mã test này. Và các bạn vào phần những cái phần như là lắp sim vào để nghe gọi này, xem nó có nhận sóng 3G không này. Tiếp theo là các bạn vào wifi xem nó có bắt được wifi hay không. Các bạn có thể test về bluetooth, về NFC. Đó, thì với cơ bản nó chỉ có những cái đấy thôi. Ta ngoài cái mã test trong đó thì chỉ có một số cái chân cơ bản như là nghe gọi, chụp ảnh hay là về sóng wifi, về sim nó có ok hay không hay thôi. Chỉ đơn giản là thế thôi. Và vì mã test đó cũng chỉ là những cái test cơ bản mà thôi. Có những lỗi mà các bạn không thể test được ngay, ví dụ như là một ngày máy khởi động lại một lần hay là máy hao nguồn ăn pin thì cũng rất khó để có thể biết được ngay tại cửa hàng, mà các bạn phải mua về dùng mới biết được.
hay là lỗi mà thỉnh thoảng nó bị treo đơ. Nó có rất nhiều lỗi linh tinh nhỏ nhặt như thế. Và chính vì thế nên điều quan trọng nhất đó là các bạn mua ở đâu, nơi đấy có uy tín không, có được khách hàng phản hồi như thế nào và chế độ bảo hành của bên đó là sao. Đó mới là điều quan trọng nhất khi chúng ta đi mua máy. Còn tất cả những cái mã test cơ bản như thế này thì nó chỉ là những cái rất là cơ bản và sơ lược mà thôi. Dù sao thì nó cũng tránh cho các bạn những cái phiền phức nhất định, để tránh được cái tỷ lệ nhỏ khi mà mua mà máy lỗi luôn thì chúng ta không mua phải những máy như thế, để đỡ mất công chúng ta quay đi quay lại bảo hành. Nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên like Facebook và đăng ký theo dõi game channel của Rượu Men Go. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau.